trên đất Củ Chi có trên 200 căn cứ quân sự lớn nhỏ, đặc biệt có căn cứ Đồng Dù là căn cứ lớn nhất do sư đoàn 25 của Mỹ chiếm đóng dưới biệt hiệu là tia chớp nhiệt đới. Những đường viền đen nằm trên nền đỏ là hệ thống địa đạo chiến ở Củ Chi, được nối liền và trải rộng trên 6 xã giải phóng. Những chấm đỏ là thể hiện hàng vạn ụ ổ chiến đấu trên vùng đất này. Đường màu xanh chạy dọc bên đây là sông Sài Gòn. Địa đạo Củ Chi đào đầu tiên tại xã Tân Phú Trung và xã Phước Vĩnh An vào năm 1948. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, địa đạo có một tầng, sâu khoảng 3 mét và dài 48 km. Cấu trúc đơn sơ, chủ yếu là dùng để ẩn nấp và cất giấu tài liệu. Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Mỹ sau đồng khởi năm 1960, Thành ủy và Huyện ủy Củ Chi đã phát động phong trào đào địa đạo trên khắp 6 xã giải phóng phía Bắc Củ Chi. Địa đạo trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ được liên hoàn ấp liền ấp xã liền xã trên một vùng đất cao. Trải qua 20 năm, vừa chiến đấu vừa đào địa đạo, quân và dân Củ Chi đào được trên 250 km đường hầm. Đào chủ yếu là bằng sức người với dụng cụ đào là cây và cuốc như thế này. Ngoài ra thì không sử dụng một phương tiện máy móc nào khác để hỗ trợ. Trong suốt cuộc chiến tranh, quân Mỹ đã hạ xuống Củ Chi gần nửa triệu tấn bom và 480 tấn chất độc hóa học, ước tính trung bình 1 mét vuông trên đất Củ Chi hứng chịu khoảng 3 kg mảnh bom đạn lớn nhỏ như thế này và 124 gram chất độc hóa học, trong đó có chất độc dioxin. Để biết thêm về cấu trúc địa đạo như thế nào, mời đoàn xem qua mô hình địa đạo Củ Chi. Cách mặt đất khoảng 3 mét, độ sâu thứ hai cách mặt đất 4 đến 6 mét, độ sâu thứ ba cách mặt đất 8 đến 10 mét, có nơi sâu đến 12 mét. Tân đoạn địa đạo có những lỗ thông hơi để đưa không khí lên xuống địa đạo. Trong địa đạo du kích đặt nhiều hầm trong, bình thường du kích sẽ lót một tấm gián để qua lại hoạt động. Khi phát hiện có đối phương xuống được địa đạo, du kích đi qua rút gián sau đó ngụy trang, đối phương sơ ý lọt xuống hầm trong. Đặc biệt trong địa đạo du kích đào những đoạn eo nhỏ hẹp chỉ để người Việt với dáng người nhỏ gọn có thể qua lại được, còn người Mỹ cao to thì không thể nào qua lại. Đây là giếng nước sâu khoảng 15 mét, dùng để sinh hoạt ăn uống. Hầm tránh bơm cấu trúc hình chữ A, hầm này có tác dụng là chống sập đất khi bơm pháo nổ gần. Đây là hầm hội hợp và làm việc, hầm ăn, được nói liền với bếp nấu dấu khối hay còn gọi là bếp hoàng cầm. Hoàng cầm là tên của người chiến sĩ đã sáng tạo ra bếp này. Đặc điểm của bếp này là khi nấu ở đây, khối sẽ theo ống dẫn khói vào ụ chứa khói. Ụ này đầy sau ụ khác, khi khói lên đến mặt đất chỉ là hơi nước bay là đà, máy bay và người không phát hiện được. Đây là hầm nghỉ ngơi khi chưa chiến đấu, hầm dự trữ lương thực và vũ khí để sử dụng lâu dài. Dọc theo hệ thống địa đạo du kích đào hàng vạn các ụ ổ chiến đấu. Các ổ chiến đấu này luôn luôn được nối liền với chiến hào bên trên mặt đất. Phía trước các chiến hào du kích đặt trong mền và đạm bẫy dày đặc từ gần đến xa để tiêu diệt đối phương. Khi phát hiện đối phương đến gần khoảng 20 mét mới nổ súng. Do đó thường mỗi ổ chiến đấu bố trí từ 3 đến 5 người, nhưng có thể tiêu diệt được hàng trăm đối phương trong một trận càng. Tân đội đi đạo được nối với nhau bằng một nắp bí mật. Nắp này có tác dụng là ngăn Mỹ bơm nước và chất độc khi phát hiện và bơm xuống địa đạo, và chống sập lở dây chuyền khi có bơm pháo nổ bên trên mặt đất. Tùy theo dáng đất và địa hình, địa đạo có một vài đoạn ra được sông Sài Gòn. Tuy nhiên có hệ thống địa đạo chiến này mà quân và dân Củ Chi đã bám trụ vững chắc trên vùng đất giải phóng, đánh bại mọi quân binh chủng nào của Mỹ trên vùng đất Củ Chi. Phần giới thiệu sơ lược đến đây là hết ạ. Trước khi đi tham qua thực tế đường hầm, xin lưu ý với đoàn. Nếu như trong đoàn cô chú anh chị nào có tiền sử về bệnh tim mạch, huyết áp, hen suyễn, say sóng tàu xe, hạ canxi, sợ bóng tối, cô chú trên 70 tuổi và phụ nữ mang thai thì sẽ không đi tham qua đường hầm, chỉ đi tham qua những công đoạn bên trên để đảm bảo an toàn. Và bây giờ mời đoàn qua đây và hướng dẫn dẫn đi tham qua thực tế rồi. Sáng nay chúng ta sẽ thăm cái vùng căn cứ cách mạng nơi quân và dân Củ Chi sống ăn ở, làm việc và chiến đấu trước và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thì sau khi đoàn ta tham quan khu này xong, ta chuyển sang khu thứ hai là cái khu địa đạo nằm phía sau. Ha. Xin giới thiệu các anh chị, tôi tên Nguyễn Văn Tấn, hướng dẫn đoàn. Thì xin mời ta bắt đầu. Đủ pin không? Thoải mái. Còn này nó quay 4K. Du kích, du kích. Có tình trạng về vào mặt tí. Có chị du kích. Đây thì cũng xin giới thiệu với các anh chị thăm lại cái vùng giải phóng Củ Chi. Chúng ta tái hiện lại 3 giai đoạn chiến tranh.
Chiến tranh thứ nhất, chiến tranh đặc biệt những năm 61-64, đời sống người dân của Kiên vùng này rất thanh bình và ăn ở làm việc chiến đấu ngoài đầu hầm. Về diện tích trong vùng chiến tranh ở vùng này khoảng 17.000 hecta diện tích và hiện nay mình thu gọn lại còn khoảng gần 400 hecta. Năm 2001. Đây là để bảo vệ người dân Củ Chi thì du kích đã bố trí những bẫy trong và đánh chặn từ phía ngoài cổng làng và họ làm những cây tập quân quốc nhỏ. Cổng làng được làm bằng tre và bên trong được canh gác 24/24 sẵn sàng chiến đấu. Được chia thành 3 không gian. Không gian 1 tái hiện thời điểm chiến tranh đặc biệt. Kể cả các cái hầm trong thì một số các chị nãy xem được phần thêm tư liệu chúng ta thấy trong cái phần địa đạo chúng ta cũng lót dán đi lại thông thường. Ở bên dưới là bố trí mỗi đoạn có một cái hầm trong. Khi quân đội Mỹ mà nó dùng quân chủ cống để phát hiện cái địa đạo ta nó đi theo vào đường hầm thì chúng ta đi qua rồi chúng ta rút gián thì quân đội Mỹ sẽ rơi vào những bãi trong. Và trên đất Củ Chi thì chúng ta tùy theo cái địa hình, chỗ nào rừng lá thì ngụy trang lá khô, còn nơi nào cỏ ngụy trang cỏ thì cứ qua một tràng càng những bãi trong này mình tiêu diệt từ 2 đến 3 đối phương thì bọn chúng rơi vào đây. Lâm ở đây là thùng. Cái này mình sọt xuống là mình chết rồi phải không anh? Cây chân, thùng chân. Nó làm tiêu hai lực lượng lên chiến đấu rồi. Dạ. Cái này nói vui nha. Mấy chú của chiến binh hồi đó, mấy Mỹ á, nói chung này là chết luôn. Là lọt giấy nó. Vì cái này giờ mình làm cái mô hình cho nên tụi con phải leo xuống lên dọn dẹp. Nên mình làm nó ngắn thôi. Còn ngày xưa mình làm cái trong nó dài cỡ nửa, cỡ 60 và 70 vậy nè. 70 vậy thì Mỹ có cao cỡ nào cao cũng đâu tới đây. Mà đâu cái này chết rồi nha, nhưng phải đơn giản nha. Chết đấy. Nói vui mà chết thiệt á. Chết đấy. Chết đấy. Nguy hiểm lắm. Rồi chết đấy. Xuyên bụng ấy. Ôi cái gì cũng chết. Hệ thống chiến hào này vừa phòng thủ vừa chiến đấu an toàn và tất cả các chiến hào này chúng ta thấy du kích Củ Chi phải đào hình chính xác để có thể chống đạn và nó kết nối với hệ thống địa đạo vừa tiến có thế công và lui có thế thủ cho quân du kích Củ Chi. Trước tiên đào sâu xuống khoảng 4m đến 5m, rộng 60 đến 70 cm, gọi là miệng hố. Cái cách đào địa đạo thì trong cái phần phim này đã tiếp tục xếp theo làm thành đường hầm. Thì như vậy ta bố trí một tổ đào từ 3 đến 5 người. Thì trước khi đào hầm ta đào một cái miệng giếng thế này sâu xuống khoảng độ 2m rưỡi đến 3m, sau đó ta khoét vô. Thì khi đất họ chuyển ra họ mang ngụy trang thì một chúng ta đổ đất xuống hố bơm. Vì những năm chiến tranh cái vùng này hố bơm rất nhiều á, địch nó khó hiện đất nào bơm nổ và đất nào đào hầm ta đổ chung. Còn nếu đất thừa thì chúng ta đổ thành đống, sau đó dùng mìn bục phá đánh để cho nó bung ra. Cái cách cuối cùng là đất thừa nữa thì họ mang lắp lại miệng giếng này bỏ. Thì khi mà lắp lại đặt cái ống tre xuống làm lỗ thông hơi, sau đó ngụy trang lại. Thì cứ từng đoạn địa đạo này chúng ta nói lại trong 20 năm dân Củ Chi họ đào lên đến 250 km đường hầm. Và nó liên hoàn đến 6 xã Củ Chi và có 3 tầng địa đạo. Tầng sâu nhất lên đến 12 m để tránh bùn. Thứ nhất là vùng đất này nó chắc, thứ hai là nước ngầm nó sâu cho nên chúng ta đào 12 m. Ở đây thì chưa ảnh hưởng đến nguồn nước ở vùng này. Vùng này hiện nay nếu mà các anh chị đào lấy nước phải tầm 20 m có nước ngầm. Ở phần này chút nữa chúng ta trải nghiệm đường hầm á. Còn bây giờ xin mời các chị vào thăm một gia đình kết bạn trong chiến tranh, sống bằng nghề nuôi heo, làm bánh tráng và nấu rượu trong thời kỳ chiến tranh. Chút nữa chúng ta vào cái phần trong có một cái khu chợ quê bên, hiện nay có tổ chức bán lại một số món dân dã như bánh xèo, gà, hộp vịt lợn, rượu đế, củ mì và củ bông, củ lan đâu. Củ mì. Củ mì. Bác tài xế nhớ dặn củ mì. Dạ bác thầy cho bác lực này. Đó là chợ mô hình trong chiến tranh. Ai là một nhà dân. Muối cả nó sốt huyết rồi. Ô có người thật à? Đừng mô hình. Đây, cô. Đây có người, có cô thật mà. Trong chiến tranh đây là gia đình cách mạng, chồng đi bộ đội, vợ nhà sống bằng nghề làm bánh tráng, nuôi heo và nấu rượu. Thì mô hình này cũng đang tái hiện thật để phục vụ cho các chị trải nghiệm. Ở phía trước mọi nhà dân đều có mỏ tre để báo động ha. Và bên trong có trạm giao liên. Tiết kiệm thời gian nè. Chồng đi bộ đội. Trạm giao liên. Nhiều người đã ngoài kia đã. Dạ, nên mình cái bánh với à, đây đây ông ơi. Mình nấu đây luôn, đưa qua bánh không? Dạ đúng rồi. Hiện nay cái nồi Củ Chi cũng xin giới thiệu anh là nó có hai, không phải làm giới thiệu để tiếp thị sản phẩm. Nó có hai loại, loại thứ nhất là cái loại nấu bằng thủ công. Này nấu thủ công. Đấy là nấu sữa công này nó không tắt dạ, được cái đi hết. Nấu này được. Và cái loại thứ hai là nấu bằng công nghiệp nó tắt được cái đi hết ra. Nói chung là rượu nào cũng chết nhưng mà cái thằng chết chậm chết lẻ. Kệ nó thủ công nghe. Anh nào không chưa tắt đi hết nhưng mà chết luôn.
Rồi xin mời các anh chị tiếp tục phân biệt khu này, tương đối nó hơi rộng, hiện nay mình thu gọn là còn khoảng gần 40 hecta thì thời gian mình đi khu này chắc khoảng tầm 40 phút ạ. Lá nó đụng dữ lắm. Ở gia đình thứ hai này trong chiến tranh cũng là gia đình cách mạng, các chị chồng đi du kích, vợ nhà sống bằng nghề đang lát thủ công. Và chúng ta thấy hiện nay họ cũng đang lại những cái dụng cụ rổ rá phục vụ chiến xa để phục vụ nông nghiệp cho người dân cũng như trong thời kỳ chiến tranh. Nơi đây chính quyền chọn làm cái nơi để lực lượng thanh niên vùng giải phóng đăng ký tổng quân năm 63. Thời kỳ chiến tranh này các chị biết là mất thật luôn này. Đến đây để tình nguyện để ghi tên nhập ngũ. Mô hình nhà giống nhau nhỉ? Được kiểu giống nhau. Đường cá này. Đường cá lóc. Để nôm cho nó cái vừa vừa có những cái mới hiện nay mình bổ sung thêm để cho nó phong phú ha. Dạ dạ. Mới rồi ngày xưa còn những cái này là ngày xưa họ làm từ tre, phụ công đi bắt được cá các cô. Dạ dạ. Quê lớp cái đường cái đường có biết đó. Không chịu. Ở đây cũng có cái đường bán đạn thật luôn mà. Bếp bếp. Nấu ăn nè, nấu ăn. Cái này hồi đó chứa lúa nè, cô thơm. Cô... Đúng rồi, nhà nào cũng có lúa. Trước nhà thường các chị thấy giờ đâu còn nhà có cái sân mà để trồng mướp như thế này. Nó thì ngày xưa họ trồng mướp để cho nó có bóng mát cho cái sân nhiều dừa để có sử dụng. Bây giờ để vậy là bị mũi. Ở nhà đấy rồi đó ăn ở cạnh đó đồng bào thân mến, các bạn khán giả thân mến, Đài Phát thanh Giải phóng, tiếng nói kiên cường bất khuất của nhân dân Sài Gòn gia đình, tiếng nói chiến đấu và chiến thắng, chào mừng quân và dân Sài Gòn đã anh dũng dùng lên, chào mừng nhân dân miền Bắc ruột thịt và thủ đô Hà Nội, trái tim tổ quốc, chào mừng bạn bè khắp năm châu bốn biển đã góp sức góp lòng cho cuộc chiến đấu Việt Nam, chào toàn thể đồng bào miền Nam, chào anh chiến sĩ giải phóng quân, chào anh chị em công nhân, nông dân, chào tuổi trẻ đã chiến đấu kiên trì bền bỉ. Chào tất cả những người Việt Nam yêu nước thương loài đã góp gió làm nên cơn bão lớn của dân tộc. Thân ái chào đồng bào và các bạn thính giả Đài Phát thanh Giải phóng. Hôm nay thì má chị đến Củ Chi thì không phải người Củ Chi tự hào một phần đó, nhưng mà không có hậu phương vững chắc mình bắt có được tất cả được. Nên là phải nói là cái hậu phương rất vững chắc của Việt Nam. Vì cái số trận đánh, các cái số liệu mà đào hầm cũng như các cái thông tin mà người dân Củ Chi có thể nắm bắt trong vùng giải phóng hàng ngày thì các chị có thể xem. Và cứ số liệu này người dân Củ Chi họ thống kê lên không đến 20 năm, họ đào lên đến 250 km. Và cuối năm 72 Củ Chi không đào hầm nữa. Thời kỳ chống Pháp ta đã đào năm 48 rồi. Và năm 73 nó ký hiệp định Paris cho nên Mỹ không đủ khả năng đánh phá. Về dân Củ Chi lúc này trên đường đi đào hầm ta thấy là phong trào thi đua toàn dân Củ Chi đào địa đạo trong chiến tranh. Người già thì có thể ra hiện trường đăng ký sửa quốc. Lực lượng phụ nữ thanh niên đào địa đạo trong vùng giải phóng. Ngày xưa họ đào tới thành của nước, còn mình giờ kêu đi đào họ tính tiền nhiều thì chết luôn. Ngày xưa hả mai có đồng bào, già tôi cũng đào hầm trong vùng này, du kích vùng này, nay bà 86 tuổi vẫn còn. Năm 72 tôi được sanh trong địa đạo nè. Tôi là ngày xưa mẹ tôi sanh rơi. Sinh trong địa đạo luôn. Đến làm xá là đã sanh rồi. Ba cái tiền đã coi nè, ba cụ đã coi nè. 86 còn ông già mất rồi. Nhà mình tới ba liệt sĩ, bà ngoại anh Hùng, với ông đạo đại quán. Chú có ba liệt sĩ, tôi gia đình tôi có năm liệt sĩ. Sắp tới đây thì ngày 19 tháng 12 sắp tới ngày còn có tháng kiếm thì thành ủy chọn ngày này để làm cúng cơm cho chiến sĩ là để được nhiều cái dỗ hàng năm cứ chọn đúng ngày này để làm ngày dỗ. Thì hiện nay các chị đang đi mỗi bước chân chúng ta làm một chiến sĩ ta cùng đồng. Hiện nay cái đền Bến Dược mình thờ gần 50.000 sĩ, trong đó có 14 tỉnh thành Bắc. Còn hiện nay mà khi thân nhân họ vô tiền 50.000 người mình đang đi ở đây thì mỗi nơi là một xác. Rồi dưới này là đây là một căn nhà tái hiện lại căn nhà Trung Đông có điều kiện rất giàu có vùng này. Và lúa gạo lương thực trong chiến tranh họ sẵn sàng cung cấp cho cách mạng. Ở này thật ra 60 mà anh thấy là có chiếc xe ngựa này giống như mình có nhà giờ hiện nay nè, có chiếc Mercedes. Cái thời điểm nhà mình có ăn mà nhà này có xe ngựa thì rất giàu có hơn. Giờ ở vùng Bình Dương còn mẹ. Mercedes ngày xưa. Cái này giờ mua trang trí cà phê đồ mắc tiền. Vâng.
to rồi. Có đấy, ngày xưa 567 sáu mấy rồi. Kiến trúc thì chắc các chị cũng thường biết là căn nhà này có thiết kế kiểu nhà Nam Bộ gọi nhà chữ đinh, còn miền Tây thì gọi nhà ba gian. Cấu trúc bên trong họ thiết kế toàn là gỗ, và thường các đồng chí cũng tổ chức họp chi ủy chi bộ thế này. Và mỗi nhà ở bên trái nó dưới cái bộ dáng nó có một cái hầm trảng C để phòng đánh bom. Ở dưới cái hầm trảng C này nó có cái hệ thống địa đạo để phòng thủ và kết nối ra phía ngoài nếu cần thiết. Phần còn lại dưới này dùng để giã gạo, xe lúa và là sinh hoạt cho cả gia đình. Ủi, có cả cái máy quay, máy sát gạo đây không ạ? Nhà, những cái nhà này nhà giàu để ủng hộ cho anh ấy. Cách mạng này đâu? Ủng hộ cách mạng mà. Nhà giàu này mà. Mấy khâu đây này. Vì cả gan kỳ hơn này. Sọt. Cái mặt hầm á. Quay cho cô video luôn. Thế là mình được mùi tâu à? Thế là anh em mình được mùi tâu rồi. Ở căn nhà thứ hai này cũng thuộc dạng khá giả, cũng có tinh thần yêu nước. Và bên trong thì cũng có đồng chí bí thư khu ủy giờ đang cũng ngồi nghiên cứu tài liệu hồ sơ. Nông sản thì người dân làm được thì một là để một phần tiêu thụ, một phần thì đưa vào chợ để trao đổi mua bán với nhau. Xung quanh ngôi nhà có trồng bầu, bí, rau và hoa màu các loại, một phần phục vụ cho đời sống của gia đình, phần còn lại mang ra chợ vùng giải phóng bán hoặc trao đổi hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu. Trên này phải hợp dân tộc nha. Nguyên cả. Sách có đọc được không anh? Có. Ngày giỗ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Bé này. Sách thật. Đúng rồi. Vừa đi học tập vừa trải nghiệm luôn. Rồi chắc là vào phòng mà không có gì. Chắc là cứ tự trong mình hầm thôi. Bỏ ra toàn cây thôi. Chứng tỏ là chưa vào. Chứng tỏ là chưa vào. Anh em mình nghe lúc đầu cũng hoang mang. Mấy chị bảo toàn cây. Thế là vậy anh cảm ơn anh thì anh cô với anh là vận động. Cháu về chú cứ huy bảo. Trưởng phó phòng quyết định thắng suốt đi theo đầu tàu đồng ý rồi. Lúa nước thật, trồng lúa nuôi cá mà. Và hiện nay thì cái mô hình này cũng đang tái hiện để cho khách trải nghiệm, thì có một cái anh đang biểu diễn ha, để cây lúa và đây là giã vờ bắt cá. Không, nhưng mà cấy này là ở ngoài Bắc bọn cháu là cấy xuôi lại chú ạ. Nhưng mà anh em mình ngoài Bắc là cấy xuôi nhỉ, chứ không không cấy ngược này. Có nghĩa là cầm như cầm bút đấy chú ạ. Cháu xin cây. Cảm ơn đấy, cắm như cầm bút đấy. Cắm thẳng xuống. Cắm như cầm. Cát không à, mình cắm vậy là đâu được đâu. Ngắt ha. À vâng. Xuống mà cát á. À đất cứng hơn ạ. À. Ngoài mình nó mềm hơn, ngoài mình nó mềm hơn. Cái này anh cấy ba bao nhiêu tháng thì được gặt anh? Cái này là quanh năm suốt tháng, cái này không gặt đâu. Cấy biểu diễn, cấy biểu diễn. Mẫu thôi. Chứ không có gặt.
Các bạn ơi, các cô gái cũng tranh thủ góp chồng để phục vụ cho tuổi con còn biết chứ mấy trẻ mấy em trong này nó không biết đâu. Giờ đâu có sợ đâu rồi. Làm muối đâu này con đứng đây. Con là đầy rồi, có mấy ai cô vào bắt đi chồng rồi. Bắt chồng. Có máy máy bật tắt. Nó là cứ từng chạy liên tục không có máy bật tắt. Cắm bắt cho đoàn. Ừ, cho đoàn. Đúng nhà mình ý, khách đến mình bật điện. Xe với đắt thôi. Thế mới đúng, như chạy liên tục thì biết đâu mà làm đâu. Căn cứ Củ Chi này phải nói rất mạo hiểm, mình vì lãnh đạo khu ủy họ chọn Củ Chi để làm bàn đạp tấn công Sài Gòn. Mà không giữ Củ Chi mình không thể nào làm cái bàn tấn công Sài Gòn được. Buộc phải giữ Củ Chi thôi. Và Củ Chi thì nằm sát nách Sài Gòn. Cho nên ngày xưa lãnh đạo khu ủy mà chọn căn cứ này phải nói rất mạo hiểm. Chiến lược. Rồi chúng ta sẽ đào vào phía bên tay trái xem là đánh đầu tiên với Bù Đông Mỹ tại An Nhân Tây, tại bó An Nhân Tây cách đây khoảng 7 km. Và đánh này thì mặc dù nó không có lớn anh, nhưng lượng ta cũng tiêu diệt 11 xe tăng thiết giáp và bắt sống được chiếc M113. Và đánh này do chú Nam Truyện, trung đoàn trưởng chỉ huy. Thị trấn Củ Chi khoảng 14 km đường chim bay về hướng đông bắc, có điểm giao nhau tạo thành ngã tư của hai con đường tỉnh lộ 7 và tỉnh lộ 15. Nhân Tây. Cái phần thông tin thì chúng ta đã ghi lại đầy đủ để bản gỗ ngày giờ lực lượng hai bên và kết quả là đã ghi. Thì phải nhớ chúng ta sang cái phần thứ hai có là đánh tiêu biểu là 14 và 79 hai bằng 9 tháng 7 năm 64 lần đầu tiên trên chiến trường Củ Chi, bộ đội chủ lực của miền phối hợp với tiểu đoàn quyết thắng bộ đội địa phương quân khu Sài Gòn trở lớn ra được. Bắn cháy 11 xe tăng, bắn sống 1 xe thiết giáp, bắn rơi 1 máy bay. Chính xác. Mua 2 súng 12 7 ly và 18 tiểu liên. Đấy mình chứ thỉnh thoảng lại xịt nó hết đồ này, hết đồ mà chơi. Đi rộng luôn rồi. Không quay lại đâu bác, đi một vòng hết. Cái có đường khác ra luôn nha. Vâng, ra đường khác. Hôm nay con đi với cô mới vô á. Chứ mấy lần con đi xe to dạ. Chắc con không mỏi giò ăn đâu đi. Đi xe to là mỏi giò là sao đi. Ở đây đâu có xe lăn đâu mà đi xe lăn. Không, thấy có xe lăn không qua. Chắc phải múc trước không có đó. Ông mà nói nó còn trẻ mà làm gì. Xe điện à? Có cái xe điện ngoài. Không phải để vậy nè cô, phải để cái mộc mạc này nó mới là đúng rồi. Mà hay là cô cháu mình nay đi là trời nắng trời gió là dễ đi nè. Cái này mà gặp trời mưa là sẽ nữa thôi là mơ đi. Không ai đi. Đồ đi đây là rất chặt chặt hai cái giò luôn. 10 ngàn có mấy đạn đó anh biết. Ai chục ngàn, 40 ngàn ký á. Vui chi vọng đi tái giá. Đúng rồi. Trời ơi. Khách nó nếu mà con được cái chìm mén được hưởng. Vợ được một chiếc được phát rồi được hưởng. Người bạn con ở ngoài Hà Nội á, ở ngoài thị trấn Phùng Hà Tây xác nhập Hà Nội á, bảo anh ra đây chơi, dắt lên cái gì á. Trạm xá là nơi điều trị cho quân người dân bị thương các nơi đều đưa về đây bác. Thì cái phương pháp thì bác sĩ cũng đã nghiên cứu bào chế từ Đông y. Trạm xá đây. Trạm xá này, trạm xá này thì nhiễm trùng chết. Lòng lợn sao lòng lợn cái gì đó nó nói là bông thắng tố ngọc lực vàng một cái bản của dân tộc bông vậy hả em ăn chưa chủ yếu xem chúng ta trình bày xem là đất mường của mình đất năm trăm đất mười bạch xà bạch xà bạch hoa xà đinh lăng đinh lăng thật mà cô
không có thật mà cô. Nhớ lắm cô ơi. Đây khu tập xá. Ăn giống như thời kỳ ăn đồ đá rồi đấy. À thắng cố, thắng cố đúng rồi. Vâng vâng. Đây là đi thăm lịch sử nhưng mà như kiểu sinh thái luôn, về sinh thái. Đây chắc là trải nghiệm hầm đây. Chúng đây ẩm lắm, như chợ rắn rồi ghê. Cuốc à cây, cuốc à. Cuốc lùi, cuốc lùi. Đây đây. Chị mình khen chuyên gia Nhật làm những cái đèo thì Việt Nam mình cũng giỏi nha. Đào 10 mét á. Giỏi. Việt Nam chất xám nhiều lắm á. 300 mấy tiền của tuổi là nay lên được 100 đó nha. Khoảng 200 mấy. Tổng cộng 1.2 triệu. Trận đánh này diễn ra ngày 8 tháng 1 năm 66 tại ngã ba cây gõ, 14 chiến sĩ dùng kích với tinh thần chiến đấu dũng cảm trận đánh tiểu đồng Mỹ nằm trong quân. Phía Mỹ nó trang bị 45 chiếc xe tăng, máy bay ném bom dọn đường. Lực lượng dũng kích có 14 người, có 300 máy địa đạo và 500 máy chiến hào súng bút, súng cơ bin, mình trái tự chế. Hôm nay lực lượng ta đánh lùi 8 đợt tấn công. Trận đánh này kéo dài đến chiều, lực lượng ta tiêu diệt 8 bảy lính Mỹ và phá hủy 8 chiếc xe tăng. Súng này gọi là súng cạc đinh ha. 14 chiến sĩ này đặc biệt bị thương nhưng sống hết. Nhưng hiện nay do tuổi cao sức yếu thì mấy chú mất đi 11 người, còn 3 người. Chú này cao tuổi nhất hôm nay 90 rồi. Chú này 85 tuổi, chú này 87 tuổi. Còn 3 người đó. Cái bà này là chị em bạn dâu với mẹ tôi, là thím tôi. Vẫn còn sống anh? Dạ, ở gần đây anh, dạ, hai chị em gần đây. Bà già tôi 86, bà 85. Bà đây. Nhà tôi thì sanh 9 người, nhà bà sanh 8 người. Đó là thím. Thím đua nhà sanh mà. Mẹ. Nếu mà qua đây có con cảnh nhà là giống như nhà mình. Đây có hai người, đúng rồi. Mười bốn 14 đấu 500 người. Cười nhờ, tiêu diệt được 87 thằng cơ mà. Nó lại không chết ai. Ừ, không chết ai. Thế là đội kia sợ quá. Chứng tỏ là cái địa đạo này nó hiệu quả nhỉ. Nó quá hiệu quả đúng không? Ừ, có khi nó chưa biết có cái địa đạo đúng không? Nó cứ đội quân vô hình nhỉ. Ừ. Đấy, như kiểu là tôi ông nấp nấp người với bốn người đúng không? Chưa kể chui xuống rồi thò vào không thấy ông nào. Cái tâm lý của thằng đi dò đường, cái thằng chuẩn bị sẵn nó phục kích rồi. Kinh chuột cống vào để cũng tèo thôi. Để ta lên xuống và cơ động đến Mỹ. Cái hầm bé này á. Cái này chó nó hửi, nó nghe cái mùi hơi của cái bình đó. Hồi đấy lấy đâu ra người béo phì. Nhỏ quá sao thấy được. Hồi đấy làm gì qua béo phì rồi đây được. Không biết sao không? Cô nói cái nhỏ quá sao chứ được, con kể con nghe ông già con á. Cái bụi trai gai này nè. Mà ngày xưa mình cầm ở ngoài cái ranh lọ của cái vùng giải phóng nó dày lắm nha, để chấm bô binh nó càng vô. À Mỹ nó dí chưa qua được mà hồi đi về đi không được. Dạ không được. Cái kiểu này tuột xuống. Cái hầm này. Cái hầm này bây giờ cô nói không được, nhưng Mỹ tới xuống được hết nè. Dưới sự sống và cái chết á. À, dưới sống và chết luôn. Có anh chú ở đây bằng tuổi ông già tôi, sinh năm 35. Không, bây giờ còn rồi, sống nha. Ý ông nói là Mỹ dưới ông chạy mềm dưới chân nổ không kịp, là ông chạy quá lẹ đó. Giờ còn sống nha. Ông nói Mỹ, cô biết không? Mình nó cái thời ông cha ta mình là thời đấy không có béo phì. Không có quá chất nhiều. Vâng. Cháu Tô Văn Đực này năm nay đã 80 người phát minh cái mình gặn mình chúng ta. Chú Tô Văn Đực này 23 tuổi đang nghiên cứu chế mình rồi. 25 tuổi Phong Anh Hùng năm 67. Và vừa rồi cũng kỷ niệm 55 năm của chị nhận cái thép thành đồng thì ngày anh Vũ Kiên cùng giải phóng hiện nay chủ yếu là cái mô hình minh họa thôi chứ người ta đã đưa về nghĩa trang rồi. Thì trước đây thì trong vùng chiến tranh thì chết đâu họ chôn đó thôi, cũng hy vọng là sau khi kết thúc chiến tranh họ đưa về nghĩa trang. Thì một số thì mà đưa về được, một số thì bơm Mỹ nó hủy diệt cho thành đất hết, cho nên khó mà đem về được. Một bom to này cơ. Bom. Let's bring under another one.
Cái khu này nó có cái khác của phần địa đạo chấm nở chúng ta sang là tất cả những căn hầm chúng ta đều mở lên những mái lá, mái tranh để phục vụ cho khách du lịch tham quan. Thứ nhất, thứ hai để bảo quản các công trình di tích. Còn phần địa đạo thì chút nữa các chị muốn vào thăm những căn hầm thế này, chúng ta phải đi một đoạn đường địa đạo vào trong khoảng 10 mét mới xem được ha. Và khu vực này thì căn cứ làm việc của các đồng chí lãnh đạo khu quỷ thì chúng ta cũng nhìn, chúng ta sẽ đi vào nha. Phía trước là hầm bảo vệ ha, rồi hầm nghỉ ngơi, hầm an ninh phục vụ, rồi hầm bếp hoàng cầm, hầm làm việc, tất cả đều kết nối với hệ thống địa đạo và khu vực này bảo vệ rất nhiều lớp, kể cả vòng ngoài. Để mấy anh thì chứ không ở đây bao nhiêu năm. Cái này là hầm nghỉ ngơi làm việc hết. Thầm sâu chỗ nữa để đứng bơm. Ê, đúng rồi. Đừng có pháo kích tới. Pháo kích tới. Cái anh kia kêu sắp từ bạn đây. Đây cũng là hấu bơm luôn anh ơi. Bơm anh bơm nhiều lắm. Hấu bơm xong đấy. Bởi vì cái lượng bơm mà nãy anh thấy trong cái phần phim mà nãy chị là xem rồi á. Thấy là khoảng theo thống kê của dân Củ Chi cứ mét vuông nó gánh chịu từ 3-4 kg thì tính cái diện tích khoảng 500 ngàn tấn bơm. Trên đất Củ Chi. Đây là hầm nghỉ ngơi của các đồng chí lãnh đạo khu ủy Sài Gòn Gia Định, và lúc này trong đó có đồng chí Võ Văn Kiệt cũng từng ăn ở làm việc ở đây. Hầm này là nguyên bản đấy chú hay là có sửa chữa rồi? Còn nguyên bản của nó là rừng với đất không à? Toàn đất không. Chưa nhờ là cái hầm dưới này làm sao mình biết được ha? Có thể xe tăng chạy phía trên này khó sập được cửa vô đây. Mấy cái này là hố bơm. Không? Ui, toàn hố bơm. Chi chít hố bơm. Vâng, vâng. Nhưng mà hố bom này thì cũng chưa bào được xuống hầm, anh Hương nhỉ? Hôm nay chỉ khoảng 2-3 mét là cùng. Các bạn ở nhà ra ngủ dậy. Xong đi vòng vòng ra, nó nắng, đường nắng thì không về lại. Thôi, về khách sạn. Trong chờ ăn chiều đến đi, hay là đi. Đây là những cái hầm nghỉ ngơi ha. Đây là hầm y tế anh, đây hầm làm nghỉ ngơi vừa anh ta đi qua rồi. Còn sau lưng anh là hầm của nhân viên phục vụ, còn đây là hầm hội nghị. Họp. Hầm làm việc này là cái trung tâm hội nghị các đồng chí lãnh đạo về dự cái cuộc họp triển khai chỉ thị thành lập thành ra Việt Mỹ. Cuộc họp này do đồng chí Bí thư Khu ủy Sài Gòn Gia Định chủ trì, là đồng chí Võ Văn Kiệt cùng với các ban ngành của huyện ủy Củ Chi đang họp bàn thành lập cái vành đai trên đất Củ Chi đánh chặn từ căn cứ Đồng Dù, cái này khoảng 22 km thôi. Bây giờ cái phần tiếp theo là chúng ta chuyển sang giai đoạn 56972. Giai đoạn 6972 này thì coi như Mỹ nó đánh bom cỡ các tỉnh còn thừa bao nhiêu bom, nó mang tất cả vào Củ Chi này nó đổ xuống vì vùng bình tạp tự do mà. Nên là gọi là bụt trắng á. Coi như là giai đoạn này Củ Chi không còn sự sống nữa, toàn bộ dân Củ Chi phải chuyển xuống hầm. Những gì chúng ta đi qua là tiếng tàu Việt Nam cơ bom tốt thì vào. Rồi sau đó sẽ kết thúc chương trình tham quan ha, anh sẽ quay ra điểm xuất phát để sang cái phần địa đạo. Còn riêng các chị nào nãy mà chưa xem được cái sao vàng á, chúng ta quay lại để cho xem lại cái sao vàng. Sẽ bàn nó khoảng 13 phút. Dạ bây giờ dịch là không có đông lúc nào được. Họ sẽ kết hợp. Họ sẽ chờ, họ sẽ kết hợp. Mấy lần mình dẫn đi là họ sẽ kết hợp. Chiến trường cam khách là quý lắm rồi. Họ chờ 30 phút. Có hy vọng là đến. Còn bây giờ hiện nay là các cấp có làm việc từ mấy ngày thôi. Mấy ngày phải nghỉ trong nhà. Trước năm 2019 thì coi rất là đông luôn. Dạ, rất đông. Đến một cái là coi như lực lượng tôi còn làm đây 500 quân, bây giờ nãy còn có 200. Vãn là từ giữa năm vừa rồi. Nói thì cũng còn ta còn khó khăn, ta đâu có tiền để đi. Ví dụ đi đến đây được mua cái vé được, phải có tiền ăn uống xài lặt vặt chứ mẹ giờ đủ tiền 100 ngàn mua cái vé. Rồi dừng đây chút xíu đi, cái vùng trắng này. Vùng trắng là san phẳng đấy nhỉ, kiểu như san phẳng không còn cái gì. Như vậy lúc này là chúng ta biết là hàng trăm tấn bom, hàng ngàn tấn chất độc hóa học mà Mỹ rải vào Củ Chi này, thì trên đất Củ Chi chúng ta cảm nhận không còn một căn nhà nào và để lại chiến trường của Chi toàn là xe tăng cháy và hố bom. Và cuối năm 72 đầu 73 Mỹ buộc phải đàm phán và quyết định Paris kết thúc cuộc chiến tranh. Cái này là nhôm phải không? Dạ, xe tăng ạ.
Và chương trình tham quan vùng giải phóng sáng nay đến đây cũng kết thúc. Thay mặt địa đạo Củ Chi cũng cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đến thăm và xin phép chào tạm biệt. Bây giờ sẽ hướng dẫn các anh chị quay ra cái chỗ xuất phát để sang cái phần địa đạo tham quan cái phần đường hầm. Và đường hầm thì cũng xin lưu ý các cô chú lớn tuổi thì nếu bị huyết áp tim mạch thì cũng không nên vào đường hầm đi thử đoạn cho biết thôi nha. Và đường hầm rất nguy hiểm. Cái này là mà đi ngoài mà đi vô rừng mà lụm được này bán tiền không nè. Tiền lắm không? Lụm được miếng này là bán tiền không á? Đó, hạ bò con bò đã chết á. Con bò chết, có thịt bò ăn. Vô là ngọt thở, vô là Caitlin, horses. Thực hiện ý tưởng của đồng chí Phan Văn Khải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, năm 2002 khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đã khởi công xây dựng trung tâm hồ cảnh san hô phỏng vỉa hè và rừng gỗ. Chúng ta nhìn thấy có ba miền Bắc Trung Nam, cái hồ nước này thể hiện biển Đông. Đến và từ biển Đông thì có các đảo chủ quyền. Ở phía bên trái phải là cầu Long Biên và một cầu của Hà Nội. Ở giữa là cung đình Huế, cung miền Trung. Chúng ta vào miền Nam là có bến cảng Nhà Rồng. Đại diện cho miền Trung, có ba vùng Bắc Trung Nam. Đại diện cho miền Nam. Phía bên đây một vùng cho công cả vị trí và đặc biệt chủ quyền. Đây hồ này lý tưởng. Chỗ này cháu nhìn được là Huế này, còn chưa nhìn được chắc đằng kia. Bến Nhà Rồng đây rồi. Đi mà chắc có du lịch trên lại vướng á. À, có đèn từ tối. Dạ rồi các anh chị, bây giờ đến đây thì mời cả đội chúng ta mình theo hướng dẫn xuống khu vực bên dưới căn hầm này để tham quan một cái giếng nước bên dưới địa đạo. Cái giếng nước này sâu là 15m, hiện tại vẫn còn nước bên dưới. Thì sau khi mình bước xuống hết những cái bậc thang này thì mình nhìn về phía bên tay trái, mình thấy một cái khung sắt, đó là cái giếng nước. Và sau đó mời cả đội chúng ta trải nghiệm một đoạn địa đạo đầu tiên. Và đoạn đầu tiên này ngắn khoảng 10m thôi. Mình sẽ bắt đầu từ đây, cái lối lên mình nằm đối diện bên kia. Từ đây mình sẽ chui qua kia. Và cái chui với tư thế là khom lưng à. Vì chiều cao địa đạo chỉ cao có 1m đến 1m2 thôi. Sẽ chui khom lưng. Dạ. Thì trước khi xuống thì các cô chú anh chị mình ở đây mình lưu ý những thành viên nào trong đầu mình có những cái tiền sử về bệnh tim mạch, hen suyễn, huyết áp, hạ canxi, hạ đường huyết. Đói nè. Dạ. À, bây giờ nè, cô chú thử khi nào mình không chui hầm á thì mình qua cái đầu bên kia để mình chờ. Còn ai chui hầm được sẽ theo con vào bên trong. 10m là sang bên kia thôi chứ đúng không? 10m thôi. Dạ, chỉ 10m. Đoạn đầu tiên là mình khởi động trước. Bà không chui hả? Bà có chui không? Thì chui đi, chui thử xem nào. Đi. Đi sau nhầm chậu. Đi chứ đi. Có gì có các anh ở đây. Chui được có 10m rồi à. Mét có gì đâu, có gì anh nuôi lên hô hấp nhân tạo cho thoải mái, tỉnh táo ngay. Nhá. Đi gật đầu cái. Có 10m mà. Cái cần xuống rồi vị. Sức chiến đấu còn mạnh. Mày xách cái này cho cái Niên. Điên mà không, để Liên tự xử biết đâu có ấy thì còn có đồ ăn ấy, để mới tưởng tính hết rồi đấy. Lương thực đầy trụ được trong tuần ấy, đơn giản thôi. Anh em mình không tính, Liên tính hết trường hợp xấu nhất rồi đấy, để có đồ ăn trong tuần ấy. Đậu lắm, làm cho tay chui nữa mà. Em đi sau Liên, có gì em xin lửa. Có 10 mét thôi, đi được cụ ạ. Có 1 mét đó cho, ba hai bác mình đi, anh đưa máy thì tôi. Bên kia người ta đi nhanh này đấy. Đâu? Bên kia người ta lên này đấy. Lên rồi ạ? Ở kia đây họ chui lên kia. Bên kia người ta đã lên rồi kìa. Bên kia đã lên rồi kìa. Chưa lên chưa? Chúng lên rồi. Đi được. Được anh rắn anh lên kìa, tôi đón rắn ấy. Đang chưa hầm. Ủa cái bậc cao nha.
bậc cao phết đấy. Cao nó ngã đấy các bạn. Bậc cao đấy các bạn. Cao 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 ghê đấy. Đúng. Huy đi trước để tí Huy quay cả cái nhà. Tôi quay đằng sau đây rồi. Ui giếng sâu này á. Không đi trước. Ai đi trước cũng được mà. Thì tí mà quay mặt tôi cái lúc mà tôi lên. Nhớ quay mặt tôi. Ôi tối có nhìn gì đâu. Trời ơi, cho tôi chỉ đèn thôi, tôi chẳng nhìn gì cả. À thế này ngày xưa là cũng đi được cái chứ đúng nhỉ, nay cũng không đến nỗi khổ lắm. Không biết là có bị gia cố lại không, đây đây toàn bê tông này mà gia cố lại rồi, nó đất không cơ mà. Không nhưng nó phải thế này đúng không, phải ghép bỏ thế này. Không cho nó lạc à, mọi người bị lạc à, không ở chỗ này lên không anh? Anh nhiều. Chưa, mình mới khởi động thôi. Đoạn đầu tiên mình khởi động trước. Cái vừa vô mà chui nguyên đường dài là hơi mệt, hơi căng. Mệt. Khởi động trước. Mấy cô. Mấy cô. Có coi đây. Quan động. Chưa hết thở rồi. Thôi nhưng mà. Vậy mình nãy rủ luôn. Con đi được mà. Mệt đấy, mệt đấy, mệt đấy, mệt. Cuối cùng cũng đã lên. Bây giờ mời các cô chú anh chị trong đoàn tiếp tục mình theo hướng dẫn đi tham quan tiếp nha. Nhưng mà cái này là đã bị chỉnh sửa rồi. Đó, chúng ta chỉ là mới đi tầng 1 của địa đạo thôi. Mới đây mới đi tầng 1 và đường hầm này đã được mở rộng khác rộng ra. Đấy, bỏ rồi. Cho tham quan du lịch thôi. Cái kích thước thật của địa đạo trong chiến tranh chỉ cao có 70-80. Trời ơi, bò rồi. Thế chứ bò nên sao là đây. Còn đây là một trong những lỗ hông hơi nơi sẽ đưa không khí lên xuống địa đạo này các cô chú. Mình xem, mình ngụy trang lại giống như một ổ mối đó. Vì đặc trưng khu rừng này có nhiều ổ mối rồi sẽ ngụy trang lại cho giống. Để tránh sự phát hiện của lính Mỹ. Cứ 10 đến 15 mét sẽ có một lỗ hông hơi. Lính Mỹ nó sẽ nhờ những con chó bật rê ở quân sự nghiệp vụ để đánh hơi để tìm du kích. Thì để chống lại những con chó đó, chúng ta sẽ lấy lỡ viên tỏi đâm những khe nhỏ ra mình rắc vào. Con chó đánh hơi tới bị cay bị sặc nó sẽ quay lưng nó bỏ đi. Và cách này sử dụng hiệu quả không được lâu dài, 2 đến 3 ngày sẽ mất mùi. Khi mà mưa xuống thì cũng sẽ bị trôi đi, nên mình phải tìm ra các cách khác thông minh hơn, giữ được mùi lâu hơn để đánh lại những con chó bật rê đó. Đó mình sẽ nhặt những cái tư trang cá nhân của lính Mỹ á, như là quần áo của họ nè, dép vớ, nón, ba lô và đặc biệt là xà phòng và hút rê của lính Mỹ hoặc là cái đồ họ của họ. Chúng ta nhặt trên chiến trường của những tên nào đã tử nạn, đánh rơi, lượm về, cắt miệng xé nhỏ rồi trộn với đất rồi mới ngụy trang vào những lỗ hổng thôi. Khi mà con chó nó đánh hơi tới, nó chỉ nghe cái mùi đồng minh của chúng mình, chủ nhân của chúng mà đã cho chúng ăn này, uống này, chúng nào ngủ chung với chúng này nên quay lưng nó bỏ đi luôn. Đó, nhờ vậy chúng ta sẽ thoát khỏi những trận càn của chiến tranh cho đến kết thúc chiến tranh luôn. Còn bây giờ mà có chiến tranh nữa, không có chỗ phòng cách nữa, mình chống lại đội quân chó đó. Uống riêng lắm. Bả. Dạ, nay con nói cho vui như vậy thôi nha, dạ chứ không có. Thứ ba là con chỉ giới thiệu cho vui thôi, cho cô chú mình đi tham quan nó vui vẻ chút xíu thôi. Chứ giờ là hơi bệnh rồi. Nhất tí thôi. Rồi, cô chú mình quan sát về phía trước, mình thấy một cái ổ đất. Đây là một trong những cái hệ thống là ổ chiến đấu. Du kích của chi họ sẽ được bố trí bên trong hệ thống này từ 3 đến 5 người thôi. Và thông qua những lỗ nhỏ sát mặt đất, mình gọi là cái lỗ châu mai hoặc là cái lô cốt, để mình quan sát ra ngoài và đưa súng ra để tiêu diệt lính Mỹ. 4 hướng bắn, 4 hướng để mình quan sát. Đây là 1, 2, 3, 4. Lính Mỹ để đi từ hướng nào chúng ta cũng có thể phát hiện và tiêu diệt họ. Một trận càn thôi, mình có thể tiêu diệt được hàng trăm lính Mỹ luôn chỉ với 3 đến 5 người trong đây. Lính Mỹ mà nó nghe tiếng súng nó đánh vào, dù cái tên sẽ cơ động xuống địa đạo lòn qua ổ chiến đấu kế bên nữa để tiếp tục xả súng nữa. Nên lính Mỹ nó chỉ biết la hét thôi khi vào cái chiến trường của chi này là du kích diệt cộng, chẳng thấy đâu nhưng mà ở đâu cũng có, vì chúng chỉ nghe được tiếng súng mà không thấy người. Đó là một trong những cái cách đánh du kích của người dân của chi đấy ạ. Và trong chiến tranh đó các cô chú, là những hệ thống địa đạo là sẽ không có mái nhà, mái che và cái lối lên xuống rộng rãi các bậc thang dễ dàng như nãy bắt đầu chúng ta đã trải nghiệm bước xuống và leo lên đâu. Mà quân dân Củ Chi họ mà muốn xuống được địa đạo mà chỉ lên xuống bằng những cái lót nắp hầm bí mật, nắp đó rất là nhỏ. Bây giờ mời các đoàn chúng ta quan sát ngay vị trí những cái lớp lá xung quanh đây.
Hiện tại bên dưới đây là có một cái hệ thống gì đâu. Hay ghê. Hay ghê. Trong diễn đàn đều có một ký hiệu riêng. Ví dụ là ở đây từ cái cây nhỏ này mình bước sang hai bước mình sẽ tới cái nắp hầm. Hay ghê. À, đây là đất nè. Mà đi đào ở đây. Dạ rất là nhỏ ha. Ta mới biết. Đây. À, cái cửa xuống thì đạo đó. Cho người nhỏ ghê. Nhỏ như thế này thôi. Người Việt chúng ta thì dễ dàng lên xuống trong chiến tranh á, người Việt chúng ta trong chiến tranh thôi nha. Dạ, chứ người Việt chúng ta bây giờ là một số xuống được và một số người sẽ không xuống được. Bị béo phì, bị béo phì. Bây giờ ăn uống đầy đủ chắc kinh dưỡng rồi. Anh nào uống bia nhiều có bụng bia khỏi xuống luôn. Chúng ta thề cái giò sau bụng dướng lại. À. Trên tới tháng có một chị mà xuống không mà lên không được. Dạ. Cuối cùng phải nhờ mấy anh em kéo lên. Đó là khách đó, họ câu view thôi anh. Họ câu view thôi. Là không có. Dạ. Dạ, cô chú cho quan sát nè. Cái khung này bằng gỗ. Nắp bằng gỗ luôn. Khi mà nước nó thấm vào gỗ, gỗ sẽ giãn nở ra. Khung cái nắp sẽ khích chặt lại, nước không tràn xuống dưới địa đạo được. Và khi mà người cuối cùng họ xuống địa đạo đó, họ sẽ gài một quả mìn pháo tự chế hoặc trái lựu đạn bên dưới cái nắp hầm này. Lính Mỹ mà tới nó phát hiện ra cửa hầm nó lại nó dở lên bùng chốt nổ. Ngay sát hơn những tên lính Mỹ đang đứng ở xung quanh. Đồng thời sẽ nổ là phi tan luôn cái lối vào địa đạo. Dù cái ta lại xuống địa đạo rồi mà họ sẽ cơ động di chuyển qua những nơi khác an toàn. Nguy hiểm nha. Ta biến ra nó cô chú mình. Cái nắp hầm nó nhỏ quá. Thì khi mà xuống sẽ cơ động từng người xuống rất khó khăn. Thôi bây giờ qua đây cửa hầm nó rộng hơn, dễ đi hơn, đi được nhiều người nữa. À, nhưng mà đặc biệt là một đi không trở lại. À, cái cửa hầm này chỉ dành riêng cho lính Mỹ thôi. Đây là hầm trong nắp quay tự động. Phía trên mặt nắp hầm này sẽ được ngụy trang lại hết giống như địa hình xung quanh. Khi mà đối phương họ đánh bộ họ càng vào, họ sơ ý không thấy được những cửa hầm này, họ sẽ dậm lên trên đây và sẽ rơi xuống khu vực này. Ui, trông dài chưa? Trông rồi rơi xuống đây thì đăng xuất khỏi trái đất luôn. Trông này trông thật. Dạ, một đi trong người dài là trong này trông thật này. Trong đó thì bên dưới cô chú mình quan sát có những cây tầm vong. Đó cây tầm vong mình sẽ vót nhọn ra mình cầm thẳng đứng lên. Chủ yếu những hầm trong là mình sẽ là sát thương, làm giảm sức chiến đấu và đặc biệt sẽ đánh vào đồng tâm lý của họ. Quang mang. Đó. Dẫn cũng xin phép chào tạm biệt cô chú anh chị mình tại đây. Bây giờ đầu mình á sẽ theo một cái đường mòn phía trước là mình sẽ đi thẳng ra bên ngoài. Đi khoảng là 200m nữa, cuối đường mình sẽ gặp một cái đường nhựa cắt ngang. Cái đường nhựa nếu mình rẽ phải mình sẽ qua đền tưởng niệm Bến Dược, tới đó thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ hoặc là ra bãi dựng xe máy. Còn nếu đường nhựa mình rẽ trái mình sẽ quay về cái chỗ xuất phát ban đầu, cái chỗ mình sẽ tăng máy bay to. Và nếu cô chú anh chị muốn bắn súng đạn sơn, bắn súng đạn thật, tham quan khu tái hiện vùng giải phóng, đội vé mà 65.000 một người á, thì cứ đường nhựa đó mình rẽ trái. Và tới đây thì xin chúc cả đội chúng ta có một chuyến tham quan vui vẻ và đầy thú vị nha. Và xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh Sam nha. Chào. Cảm ơn. Cái này mình qua đền đúng không?